Xin chào mọi người, rất vui hôm nay được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Sung Vũ Audio. Và chắc chắn rằng là chiếc tai nghe mình đang cầm trên tay ở đây có rất rất nhiều người biết, và đặc biệt có rất là nhiều bạn thích chiếc tai nghe này. Đó chính là chiếc tai nghe AKG, một cái chiếc tai nghe được đi kèm trên những chiếc flagship của Samsung, ví dụ như là chiếc Galaxy S8, S8 Plus hay là chiếc Note 8. Tại sao mà nhiều người lại thích cái chiếc tai nghe đến vậy? Bởi vì thứ nhất, nó đến từ một thương hiệu nổi tiếng AKG. Thứ hai nữa là nó có một cái thiết kế phải nói là rất là đẹp. Và cái thứ ba, đó là cái chất lượng âm thanh của nó cũng tương đối là tốt. Nhưng mà lại có một cái vấn đề đặt ra rằng là không phải ai cũng đủ tiền để mua những chiếc điện thoại flagship giống như là chiếc S8, S8 Plus hay là chiếc Note 8, bởi vì cái mức giá của nó quá là cao. Đó. Vậy thì có giải pháp nào để ta thay thế chiếc tai nghe của những chiếc flagship như là chiếc S8 hay là chiếc Note 8 mà ta không cần phải mua chiếc máy? Dĩ nhiên là các bạn có thể tìm kiếm để mua những chiếc tai nghe này ở những tiệm bán phụ kiện điện thoại với mức giá rất là rẻ thôi, chỉ 200.000, 300.000 hoặc là thậm chí là 400.000. Có rất là nhiều những chiếc tai nghe tương tự hay thậm chí chính là chiếc tai nghe AKG này. Nhưng mà lại có cái lưu ý là chiếc tai nghe AKG đi kèm những chiếc flagship của Samsung như này, hiện nay nó đang bị làm fake, làm giả, làm nhái rất rất nhiều. Chính vì vậy cái việc mà các bạn bỏ tiền ra các bạn mua dính một chiếc tai nghe fake là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt là những chiếc tai nghe đấy mình cũng đã từng được nghe rồi, cái âm thanh của nó thì thực sự là rất là tệ. Cái tiếng bass thì gần như là mỏng không có, mid thì mỏng dính mà chat thì lại quá là gắt. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái giải pháp mà các bạn có thể thay thế cho cái chiếc AKG đi kèm những chiếc flagship của Samsung như thế này, mà cái giá thành nó cũng ở cái mức tương tự, chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tốt, thậm chí có những chiếc tai nghe lại còn tốt hơn, mà chúng ta lại còn có được những ưu đãi rất là hấp dẫn tại Sung Vũ Audio. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là những chiếc tai nghe nào. Đây chính là chiếc tai nghe AKG và đây chính là chiếc KZ-ED9. Và đây cũng chính là chiếc tai nghe đầu tiên mà mình muốn nói đến trong số những sản phẩm thay thế cho chiếc AKG này. Vậy thì cái chiếc ED9 này nó có những điểm gì đặc biệt có thể thay thế được cho chiếc AKG? Đầu tiên là với cái mức giá rất là rẻ, nó tương đương nó chỉ vài trăm nghìn thôi. Ở cái mức giá mà dưới 500 nghìn thì chúng ta có khá là nhiều lựa chọn. Nhưng mà chiếc ED9 này là một cái đối thủ phải nói là nó có tiếng khá là lâu rồi. Cái chất lượng âm thanh cũng như là cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Nói một cách đơn giản thì âm thanh của chiếc ED9 này mang lại phải cực kỳ dày dặn và ấm áp. Mà đây cũng là một trong chiếc tai nghe mà mình rất là thích muốn giới thiệu đến cho các bạn, để cho các bạn có thể thay thế được nếu như các bạn không có đủ tiền để mua những chiếc flagship của Samsung. Thì chiếc ED9 này độ hoàn thiện cực tốt, cũng như là chất lượng âm thanh như mình đã nói, dày dặn và ấm áp. Bọn mình thì cũng đã có những video chia sẻ chi tiết về những chiếc tai nghe của KZ như là chiếc ED9 hay là chiếc ATE. Ngoài chiếc ED9 này, bạn nào thích một cái thiết kế mà đeo vòng qua sau tai, các bạn có thể quan tâm đến cái chiếc KZ ATE, cũng là một lựa chọn rất là sáng giá. Và chưa bao giờ những chiếc tai nghe của KZ như thế này nó bị hụt hơi so với những chiếc tai nghe của AKG cả. Đây vẫn là chiếc tai nghe AKG và đây là một chiếc tai nghe khác, đó là chiếc Sound Magic E50. Đó là chiếc ứng cử viên tiếp theo mà mình muốn nói đến trong số những cái lựa chọn có thể lựa chọn thay thế cho chiếc AKG này. Vậy thì E50 lại có gì? Trước tiên là các bạn thấy là những chiếc tai nghe của Sound Magic này nó có cái mức giá rất là hợp lý, và E50 là một trong số đó. Bản mình đang cầm trên tay đây là E50C, tức là bản có mic, tại vì nó sẽ hỗ trợ được tương tự như trên chiếc AKG. AKG nó cũng có mic, thì các bạn nếu các bạn mua chiếc E50C này, nó cũng có mic cũng như là phím điều khiển tăng giảm âm lượng tương tự như trên chiếc AKG. Nó không có một cái điểm gì khác biệt quá lớn ngoại trừ thiết kế và cái chất âm của nó đến từ thương hiệu Sound Magic. Có lẽ rằng là nhiều người cũng sẽ đồng tình với mình, bởi vì Sound Magic là một hãng âm thanh mà họ sản xuất ra những chiếc tai nghe khá là tốt. Cái chất lượng âm thanh mà nó mang lại thì phải nói rằng là rất tốt trong cái tầm giá. Và nếu mà để so sánh với chiếc ED9 mà mình vừa mới giới thiệu cho các bạn, thì có thể nói rằng là âm thanh của trên chiếc Sound Magic E50 này nó sáng hơn, và cũng như là cái độ chi tiết của nó tương đối tốt. Cái chat của nó phải nói là nếu như bạn nào mà không quen thì có thể nói là nó hơi sáng. Và có thể nói rằng nó là một cái sự lựa chọn rất là tốt dành cho những ai mà thích một cái âm thanh nó sáng sủa cũng như là độ chi tiết tốt. Và ngoài ra thì đây cũng là một chiếc tai nghe có chất âm nó khá là cân bằng, nó tương tự giống như là chiếc tai nghe AKG đi kèm những chiếc flagship của Samsung vậy. Và đây chính là cái điều đặc biệt mà mình muốn để dành đến cuối video này. Như các bạn đã thấy, như từ đầu video mình đã để ở đây, đó là một chiếc tai nghe rất là đẹp mắt với thiết kế phải nói là cực kỳ đáng yêu. Đó là chiếc tai nghe Sony.
Ở đây thì mình có hai mẫu, đó là Sony EX150AP là chiếc tai nghe màu xanh như các bạn đang thấy trên hình đây. Và bên cạnh đó là chiếc tai nghe Sony MDR-EX155AP. Về cái cơ bản thì cái cách đóng hộp cũng như là cái thiết kế của hai chiếc tai nghe này nó không có quá là nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên lại có điểm khác biệt khá là lớn ở cái mức giá tại Sungwoo Audio. Thì như các bạn thấy, chiếc Sony MDR-EX155AP bản màu gold này nó có mức giá là 690.000 tại Sungwoo Audio. Và trong thời điểm này nếu như các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc túi đeo chéo của Sony. Nhưng mà bản chiếc màu xanh mình đang cầm trên tay đây nó có một cái mã hơi khác một chút, đó là MDR-EX150AP. Bản mình đang cầm là bản màu xanh ngọc, nhìn cực kỳ là đẹp. Cái này mà làm quà tặng thì thôi rồi luôn. Vậy thì cái chiếc Sony MDR-EX150AP này nó có cái điểm gì khác biệt? Thứ nhất mình phải nói đến đầu tiên là mức giá. Nếu như chiếc MDR-EX155AP này có mức giá lên đến 690.000, tức là so với chiếc AKG mà các bạn mua ở ngoài 200-300.000 thôi thì nó tương đối là đắt, phải nói là như vậy đi. Mạnh dạn nói là nó phải đắt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với chiếc AKG. Nhưng mà với chiếc EX150AP này thì các bạn chỉ phải bỏ ra một cái số tiền nó nhỏ hơn rất là nhiều. Chiếc tai nghe này thì có mức giá niêm yết là 690.000 giống hệt như là chiếc 155AP. Nhưng mà tại Sungwoo Audio thời điểm này các bạn có thể mua nó chỉ với mức giá là 390.000. Quá ư là rẻ, một cái mức khuyến mại cực kỳ hấp dẫn. Và đặc biệt đối với những chiếc tai nghe này các bạn vẫn được tặng một chiếc túi đeo chéo Sony như bình thường. Cái chất âm của nó thì sao? Với chiếc 150AP này thì tiếng của nó cũng khá là sáng sủa, chi tiết và độ cân bằng tương đối là tốt. Dĩ nhiên là nó không ấm như là chiếc ED9. Nếu như bạn nào mà thích một chiếc tai nghe với chất âm là ấm áp cũng như là dày dặn thì các bạn có thể chọn chiếc ED9 này. Còn những bạn nào mà thích tiếng âm sáng sủa này, cân bằng một chút và độ chi tiết tốt thì các bạn có thể chọn chiếc Sony EX150AP. Đây là một trong số những chiếc tai nghe mà theo như mình quan sát được thì nó đang được rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, bởi vì cái mức giá rẻ, cái thiết kế đẹp cũng như là một cái chất âm khá là tốt. Đặc biệt những cái chiếc tai nghe mà mình vừa giới thiệu cho các bạn thì nó đều có mic, và cái chiếc tai nghe EX150AP này cũng vậy, nó cũng có mic, chỉ đáng tiếc một chút là nó không có phím tăng giảm âm lượng giống như chiếc Sound Magic cũng như là ở trên chiếc AKG mà thôi. Nhưng mà dù sao thì nói gì thì nói, đây cũng là một trong số những cái lựa chọn rất là tốt. Và vừa rồi thì mình vừa mới giới thiệu cho các bạn những cái giải pháp mà có thể thay thế cho cái chiếc tai nghe đi kèm những chiếc flagship của Samsung, đó là chiếc tai nghe AKG này. Và nếu như các bạn còn phân vân, các bạn còn băn khoăn chưa biết lựa chọn chiếc tai nghe nào thì các bạn hãy đến ngay những cửa hàng Sungwoo Audio để chúng ta có thể nghe thử, chúng ta có thể đeo thử xem nhờ chiếc tai nghe nào có phù hợp nhất với chúng ta về thiết kế cũng như là chất âm. Cuối cùng thì chúc các bạn lựa chọn được một chiếc tai nghe ưng ý, và đừng quên là hãy subscribe kênh YouTube của Sungwoo Audio để nhận thêm nhiều những video hay nữa. Và chắc chắn rằng là trong thời gian tới thì bọn mình sẽ cố gắng là có những video hay hơn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.